Giới thiệu anh em, đây là giám đốc Dương Văn Thông. Anh của ai nhỉ? Anh của anh Thiện à? Hôm nay 10 tháng 3 đây, hôm nay mình được nghỉ như vậy. Mấy thầy này lại rủ đi hát. Bay nhá. Cho nó đi. Cầm những cái gì lên nhỉ? Cầm gì? Ông biết bắn nhỉ? Anh đặt xuống cái kia xuống cho em để em bay. Anh phải thang không? Bây giờ chỉ có thang em thôi. Thang làm cái gì đấy? Thang đeo dấu ra này nước đi rồi. Thôi đéo phải thang đâu, đu lên mà tháo thôi. Có đéo gì lên mái mà buộc dây vào chứ. Thì vác thang thôi. Hay cậu Đông đi xe lên đi. Đi, anh đẩy cho đoạn này. Thôi rồi, cứ lên đến nghiên cứu sau. Bây giờ vác bộ dưới lên thì phải thứ vụ chia lên nó vỡ mồm. Muốn cái này đu lên không? À. Thôi lỗ này. Đeo ơi, 10 giờ rồi. Đi làm 10 giờ mới đến chân trạng. Có vít chưa? Có bị bắn chưa? Con này rẻ người anh nhỉ? Ừ. Thò tay vào nó phạt từ gãy tay không? Có. Bằng sắt hay bằng gì đấy? Mở ấy đó. Mở camera đó. À, là ông chỗ có bảo vệ à? Ừ. Kính này. Nhưng mà nếu mà muốn vắt thang ấy thì chạy thì ra phi răng con chạm gốc lấy cái thang ở Đức ấy. Thôi. Đi cho máy này. Vắt cái thang này nặng lắm, vắt cái thang này nó nhẹ dẻo. Cho bay trong đầu tao nó mát. Được á, đấy, xoay ra. Thông à. Như này thì hắn người ra. Ôi, đi rồi. Nó không có cảm biến nào. Nó đi rồi này. Thế nó lùi lại đó. Không cảm biến à? Có chứ. Không cảm biến gì. Đúng chìa khóa đây. Có phải bác không? Cho nó lên 100 mét đi nhá. Đúng chìa khóa xe máy đi không? Hay là vậy? 47, 48, 49, 50. Ui ơi. Cao bằng đồi rồi. Đây con chạm trên này anh em ạ. Xoay được chạm không? Lên xoay trước xem. Thế nú à? Đi chạy thằng nào nó lại lại đây. Lên hạ gần chỗ cầu chạm này nha. Cho nó lên 100. Mất sóng rồi mẹ. Chắc đi qua đây.
Ui, chưa gì đã lên được một nửa mà đã. Đây là đường Hồ Chí Minh anh em ạ. Sông Bôi. Sông Bôi ở bên kia. Này. Này tao nổ đây. Nó mãi đổ, ui, nó mãi trên kia kìa. 112 m. Bên kia. Đây cho nó lên. Đây nha. Ui. Vừa đi có một tí nữa. Chưa thấy anh em mình đâu nhỉ. Đây. Anh em đây. Mày bay đến thằng kia nè. Hả? Hả? Mày bay đến thằng kia. Mày chát đầu rồi. Lên nó đập mẹ vào cổng. Mày nó là đầu thôi nhỉ. Cho nó xuống nhá. Đi đi. Ở bộ con nó bay được 30 phút đấy. Bay đâu đấy? Nó bay theo anh ấy. Anh đi em xem. Ui là gì? Lên đây á.
Họ đi đường này xuống mà. Đi chưa đầy 10 phút này. 10 phút rồi. Lên đây. Đi mẹ. Đi ngang đây. Này cứ đừng nữa nha. Xe giám đốc Thiện đây rồi. Con này nó bay được 30 phút đấy anh Thông ạ. Một quả pin đấy. Bay được 30 phút rồi. Bắt đầu bay được tiếng. Cái pin nó tự bay về không? Có ấy. Nó tính từ cái dưới kia ấy. Úi giời, mệt vãi trưởng anh em ạ. Mày đòi vắt hang. Mệt vãi trưởng. Thằng trên kia. Trên kia kìa. Bay trên kia. Nó vẫn bay ở đấy á.
con này cao bao nhiêu mét đây? Cột này cao 72 mét. Mẹ nó đù vào dây kia này. Bỏ mẹ. Như cái trượt trượt. Có cả giang nó đi dạy chậm nhỉ. Cái đá thì cái cây bóng mà cầm lên đẹp nha. Xuống rồi. Được của nó đấy, đúng không? Cái này 8 củ đây à? Thì thôi. Hay là chục củ? Chục củ. Địt đấy, như kiểu tiếng con ong nó bay ấy nhở. Nàng bình nước này đéo đủ cho mấy ông. Đang lùi lại. Kinh nhở, quạt gió à? Đi về nó phi vào mấy dây co. Ôi ôi phải lùi lại. À nó cho nó đi qua đây này đi về cái gì ạ? Hạ nó dưới. Đến cột chưa? Đây đến đỉnh cột rồi này. Cho nó cao một tí nữa nhỉ, 117. Mắc rồi. Nó có hiện số mét ở đây không? 180 mét. 180 mét từ đây. Điên à? Cột này có 72 mét. Dạ. Chắc nó đo dưới mặt đất đi. Cột 72 đâu. Đây là nó tính từ mặt đất. Được của nó đấy. Được của nó đấy. Có nhìn thấy tao không? Có chứ. Có. Có nhìn thấy không? Có, anh cưỡi chân này. Luột ca cho mày hàn trước đã. Chưa giờ đi nhọc như này. Nhẹ chỗ này nó dốc tức người vãi. Nhưng mà chỗ này đéo con néo. Quạt hai ra, cứ quạt hai néo hai ra néo luôn đi. Sợ tăng cái quạt kia. Mấy dây bẹn. À bây giờ thì làm bẹn. Ai? Hỏng đấy. À, chéo đầu này ướm vào chạm thôi. Thôi đến giờ làm rồi anh em ạ. Chưa được, ngắn quá. Tôi cho thêm 3-4 vòng nữa được. Rồi, trong đấy được rồi. Được rồi, thấy rồi chưa? Xíu, mẹ đâm, đâm từ từ. Vừa thôi. Thằng nào cũng có cái này sao đéo đi. Quấn nhiều đi, nó mệt ra. Đây đúng không? Ờ, căng. Đầu trên đây. Đây.
bắt lên nó chứ. Bắt nào, tay bắt nào. Ờ. Cắn đi lên. Đủ rồi, bay đủ thế thế là đủ. Sắp hết pin rồi. Ui, có con kiến là nó vẫn bám được trên trên này. Thế đi rong ruổi từ lúc nào ấy? Chọc lỗ nào cũng được, cứ thấy lỗ mà chọc. May vậy nó rẻ người đi. Có nhiều cái dây văng lắm cho nên là không không dám cho nó bay. Tí nữa ăn ở đâu ấy xem. Ăn xong rồi là... Ê! Hello anh em. Hôm nay đi ngày mùng 10 tháng 3 anh em ạ. Nhưng mà hôm nay mình đi chơi không? Đi bay flycam. Không có trong danh sách trực để hỗ trợ anh em. Tắm từ hôm em lên sai thôi. À lên con nào hoặc lên con 4G này thôi. Cố lên rồi. Không có điện à anh chị ạ? Rồi. À quên, ịp mẹ chưa. Đó này. Rút hết vào thôi nhờ. Nhìn ngon lắm. Rồi. Đây là sáng, bật điện lên chân sáng. Điện cho trang luôn này. Đây là cái này không? Hôm nay sẽ đi Hàn ODF anh em ạ. Máy Hàn này. Dao cắt. Kìm chuột. Hai anh em mình Hàn à? Hay là mỗi anh Hàn? Có tiền đấu điện thì yếu nhất thì đấu trước đi. Tí nữa tháo được vài đấy cũng hơn. Tháo điều hòa phải vặn ga không? Mấy tung. Tháo trước đi. Không tin nó nắng. Tí còn đi. Mẹ ơi, phát quang xung quanh. Phát quang à? Phát quang, phát cỏ. Mấy anh lên là chú lại ôm con chạm này đấy. Đây, cho anh ra được mấy anh? Ra dọc rồi á? Con này em chuẩn bị ôm à? Con ai ôm được vậy? Chuẩn bị lên nhà trạm rồi anh ạ. Xuống nhà trạm rồi. Tháo cả cái ấy nè anh. Cả cái lồng này à? Tháo hết. Đem lồng đem đi bán đồng nát. Được cả lít rưỡi cô uống bia. Một lít rưỡi được mấy ca bia đấy nhở? Thế vừa hôm trước phải quấn lại. Này lấy tô vít à? À lấy xe lê à? Ờ tô vít đi. Để anh khóa cái gà này.
Có dây đai không nhỉ? Không có, không cần đâu. Ui, quên mấy. Tôi biết cậu. Ừ, à này tôi biết đi đâu rồi. Khóa ra được kia rồi nha, xong rồi mở. Con trạm này cách điểm ở dây kia là 160m anh em. So với cái đường này. Quên mang đai. Một thằng chào thôi. Một thằng đứng ở đây thôi, hai thằng sập cụ đi. Khóa như nào nhỉ? Cái gì? Hà nút ông ra. Không có chỗ nào để dựa. Cái đấy không phải ốc mà lẫy mà. Lẫy. Khóa như nào? Mở cái đấy. Cái trên. Đây à? Cái trên. Đây à? Đây nó có cái xoáy vào đúng không? Đúng rồi. Cả cái dưới này à? Đừng vứt cái đấy nha, không lúc nữa nhả được ngoài đâu. Tun này đứa biết có vừa không thôi. Chặt vừa đâu. Đéo vừa, tun to. To hơn tí. Địt có rồi. Tun này to. Tôi biết hả? Tôi biết chặt vào không phải thôi. Không, anh không còn tôn nào nữa. Đi cơ mẹ. Hay xì đi cho nó hết mẹ đi. Xì ra. Hả? Xì ra. Thì tháo ra nó xì mất rồi mà. Nhưng mà anh ngắt điện chưa? Ngắt hết rồi. Thế tháo nhá. Thằng nào nó giả lại ấy nhờ. Tháo nhá. Anh Thiện nhá. Anh Thiện ơi. Tháo nhá. Tháo điện trước. Từ đấy từ từ nha, nếu mà xì ga nó sẽ phả hơi lạnh như thế này nên là từ từ thôi. Chỗ dắp cò ấy. Chỗ dắp cò từ từ đấy nha. Nguồn điện chắc chắn chưa? Mẹ tí rồi. Điện đấy, không mình chờ tí điện ta tháo điện luôn. Một, hai, ba. Hình như đây là cái... Ôi chà. Chật quá. Không phải ra đâu. Không. Đây là cái gì đấy? Lúc nào bơm lại. Thank you.
Tháo mẹ à, từ lúc nào rồi? À có ấy mà, có súng đấy, cái súng bắn này. Bây giờ là không sử dụng điều hòa nữa anh em, dùng thông gió. Cái này giả về đó. Cơm bánh đang cầm ở đây. Ai con bắt gì rồi? Con xuống đây, xuống đi. Ha đi, ôm. Lồng, tháo lồng. Anh Thiệt ơi, có cái dây cảnh báo này thì làm như nào nhờ? Cắt. Đây là cảnh báo điều hòa. Mẹ đây. Tháo hết cả lồng thôi nha. Đưa giặt lên cái ống nước này xuống. Đưa đây để anh ấy tháo cái này phát. Đưa cái đầu bắn đây. Cái gì mà cắt được kia? Để thò được không? Để thò được vào bắn rồi. Để mẹ kia.